Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học Văn phòng. Trong chuỗi video tự học Excel từ cơ bản đến nâng cao, mình đã hướng dẫn anh chị và các bạn cách sử dụng VLOOKUP cơ bản để tìm kiếm dữ liệu rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét trường hợp tìm kiếm dữ liệu có nhiều điều kiện như thế này nhé. Khi chọn một tháng và mã cửa hàng cụ thể thì Excel sẽ trả về doanh thu tương ứng. Cùng bắt đầu nhé mọi người. Chúng ta xem xét bảng dữ liệu ở đây, mình có thông tin các tháng, mã cửa hàng, doanh thu. Ở bảng bên cạnh, mình cần trích xuất thông tin doanh thu của một cửa hàng tùy chọn tại một tháng tùy chọn. Việc đầu tiên, mình sẽ tạo một danh sách thả xuống với Data Validation. Mọi người chọn hết dữ liệu ở cột tháng, xong copy và paste ra một sheet riêng nè. Rồi vào thẻ Data, chọn mục Remove Duplicate. Chức năng này giúp mình loại bỏ các giá trị trùng, chỉ giữ lại các giá trị duy nhất thôi. Mọi người làm tương tự cho danh sách mã cửa hàng nhé. Phần này, nếu ai có Excel bảng 365 thì có hàm Unit, hàm này cũng giúp mình loại giá trị trùng, mà tiện lợi và nhanh hơn cách này. Do mình không có bảng Excel 365 nên thôi làm thủ công như này cũng được. Tiếp theo, mọi người bảng bên này, chọn vào ô giá trị tháng ở đây, vào menu Data, chọn Data Validation, tại mục Allow, chọn List. Tại mục Source, mình chọn vùng dữ liệu tháng mà vừa nãy mình mới lọc dữ liệu trùng đi đó mọi người. Mình nhớ chừa dòng tiêu đề ra nha. Xong OK. Giờ là mình có danh sách các tháng rồi nè. Mình làm tương tự cho tên các cửa hàng. Cũng vào Data, chọn Data Validation, chọn chế độ List, chọn Source là danh sách cửa hàng đã loại giá trị trùng lập đi. Rồi OK. Xong, giờ là mình đã có danh sách thả xuống cho tháng và mã cửa hàng rồi. Việc tiếp theo là viết công thức để tìm giá trị doanh thu tương ứng. Với công thức VLOOKUP bình thường, nếu mình sử dụng lookup value là mã cửa hàng, xong tìm cột doanh thu là cột thứ hai, nhập số không để tìm chính xác. Đóng ngoặc thì mọi người sẽ nhận ra ngay vấn đề mình gặp phải là khi thay đổi số tháng ở đây. Hàm VLOOKUP không thể tìm đúng tháng mình chọn được, mà chỉ trả về giá trị doanh thu của cửa hàng đầu tiên thôi. Thì ý tưởng để xử lý vấn đề này là mình sẽ thêm một cột mã tìm kiếm phụ vào. Mọi người insert một cột trước cột tháng ở bên này nhé. Đặt tên là mã tìm kiếm. Mọi người nối dữ liệu của cột tháng và cột mã cửa hàng với nhau nhé. Bằng B2, Shift 7, C2. Xong điền dữ liệu xuống dưới. Lúc này, chúng ta đã tạo ra một mã tìm kiếm mới và là duy nhất trong bảng dữ liệu rồi nè. Quay lại với công thức VLOOKUP. Nhập công thức VLOOKUP, lần này, lookup value, mình sẽ chọn cột tháng, rồi Shift 7, cột mã cửa hàng. À, chỗ này, hồi nãy, khi mình nối dữ liệu cho mã tìm kiếm bên kia, nếu mọi người chọn cột tháng trước, thì bên này cũng phải chọn cột tháng trước. Còn nếu mọi người chọn cột mã cửa hàng trước thì bên này cũng chọn cột mã cửa hàng trước. Như vậy thì mã tìm kiếm mới khớp nhau được. Xong vùng dữ liệu của mình sẽ chọn từ cột mã tìm kiếm luôn nha mọi người. Kéo hết sang cột doanh thu luôn. Xong phải 4, phải 0. Giờ là mình đã có công thức để tìm được doanh thu dựa vào hai điều kiện là tháng và mã cửa hàng rồi đó mọi người. Khi mình thay đổi mã cửa hàng hoặc số tháng ở bên này thì dữ liệu doanh thu cũng cập nhật theo. Nếu mọi người có 3 điều kiện thì chỉ cần kết hợp thêm cột điều kiện thứ 3 vô là được. Với cách này thì mọi người có bao nhiêu điều kiện cũng được hết. Mà cách này là nhanh và đơn giản nữa, dễ thực hiện. Mình sẽ để file dữ liệu của bài hôm nay ở phần mô tả. Anh chị và các bạn có thể tải về để thực hành cho nhuần nhuyễn nhé. Hãy cho mình một like và đừng quên subscribe kênh để nhận thêm nhiều video hữu ích nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.